Xin chào quý vị và các bạn. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chiêm ngưỡng màn trình diễn vẽ hưu vẽ vượng vẽ chữ trên không trung tuyệt đỉnh bằng ánh sáng ở công viên ven sông Sài Gòn. Ngày hôm nay đúng vào đêm Giáng sinh, hãng bia tuyết Edelweiss đã tài trợ một chương trình ánh sáng vô cùng độc đáo tại Thủ Thiêm. Mặc dù không phải là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhờ ý tưởng mới, độc lạ, nên đã thu hút hàng nghìn người ùn kéo về công viên Bến Bạch Đằng chiêm ngưỡng. Thật ra, chiếu sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái đã được một số nước trên thế giới sử dụng để biểu diễn mỗi dịp lễ hội. Thế nhưng ở Việt Nam đây là lần đầu tiên trình chiếu công nghệ này. Lại diễn ra trong một thời gian hơn chục phút, nên mọi người tranh thủ cơ hội lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng những tuyệt tác nghệ thuật trên không trung. Buổi biểu diễn chúng vào dịp cuối tuần lại trùng lễ Giáng sinh, nên cảnh tượng từ công viên Bến Bạch Đằng cho đến tuyến đường Tôn Đức Thắng ken đặc người. Hơn 20 giờ, màn trình diễn bắt đầu ở bên kia sông Sài Gòn. Đã có rất nhiều chiếc flycam xuất hiện đầy màu sắc, như dải sao băng lơ lửng trên sông Sài Gòn, chuẩn bị cho màn trình diễn cùng hòa âm ánh sáng, trên không trung tại sân khấu bờ Thủ Thiêm, và còn bên kia sông thì công viên Bến Bạch Đằng làm khán đài. Có tổng cộng đến 200 chiếc flycam được gắn đèn đầy màu sắc, đã bay lượn chỉ trình diễn trong khoảng thời gian 13 phút, với độ rộng lên tới cả chục mét. Vẽ nên những hình ảnh 3D tuyệt đẹp trên nền bầu trời thành phố. Đây được biết đến là show ánh sáng nghệ thuật, kết hợp của 3 loại hình ánh sáng. Flycam, thứ hai là mapping 3D, là công nghệ chiếu sáng hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, được chiếu sáng trên bề mặt không bằng phẳng, trình chiếu trên vách của tòa nhà triển lãm Thủ Thiêm, đã bỏ hoang lâu nay. Và thứ ba là ánh sáng tia laser chiếu trên bầu trời. Có thể thấy những chiếc flycam không thể điều khiển bằng thủ công được, mà đã được lập trình công nghệ sẵn, nên đã bay lượn đồng bộ, khoảng cách lên xuống đều nhau, chuyển đổi ghép lại thành nhiều hình ảnh đẹp mắt trên không trung, vẽ thành nhiều hình dạng khác nhau, hay vẽ thành câu hỏi vu vơ gây siêu lòng người xem, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng vô cùng độc đáo. Và một trong số đó có những hình ảnh động, mang đến một bữa tiệc thị giác về khoa học và công nghệ mãn nhãn. Dù chỉ biểu diễn hơn chục phút nhưng thu hút số lượng người xem đông khủng khiếp. Cũng không phải khó hiểu vì sắp tới, vào dịp cuối năm, chào đón năm mới, vào mùa lễ hội ăn chơi tưng bừng khí thế, tiêu tiền tẹt ga, nên các nhãn hàng bia đã móc hầu bao chi đậm để giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng mạnh hơn. Trung tâm thành phố giờ như một cuộc chạy đua show diễn đáng đồng tiền bát gạo dành cho giới trẻ. Cách đây vài tuần là sân khấu của nhãn hàng bia Heineken tại đại lộ Lê Lợi. Giờ đến bia Edelweiss tại bờ Thủ Thiêm. Đêm cuối năm và chào đón năm 2023, tại phố đi bộ là sân khấu của bia Tiger biểu diễn.